Harry Won bị mắng vì liên tục đăng đàn tâm trạng buồn, thả thính, Trấn Thành phản ứng lạ trước những nghi vấn xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Trong khi Trấn Thành ra sức phủ nhận hết lần này đến lần khác, thì Harry Won lại có động thái ngược lại. Dòng tâm trạng mới nhất của nữ ca sĩ nhận phải nhiều chỉ trích của khán giả. Thời gian gần đây, vợ chồng Trấn Thành Harry Won thường xuyên bận rộn với lịch trình công việc dày đặc. Hiện tại, nữ ca sĩ đang tiếp nhận điều trị căn bệnh liệt nửa mặt và thực hiện một số kế hoạch cá nhân. Vì tính chất công việc nên cô thường xuyên di chuyển giữa việc hàng và sống xa Trấn Thành suốt nhiều tháng qua. Điều này khiến cặp đôi không còn tương tác và vướng tin đồn ly hôn. Trước vụ việc, Trấn Thành nhiều lần phải lên tiếng thanh minh về nghi vấn trên. Về phía Harry Won, nữ ca sĩ không còn đăng tải hình ảnh hoặc tương tác với Trấn Thành trên trang cá nhân, nhưng lại liên tục đăng tải những dòng trạng thái tâm trạng buồn sầu, đôi lúc lại thả thính phù vơ, khiến tin đồn ly hôn của cặp đôi lại càng thêm nghi vấn. Mới đây, Harry Won tiếp tục đăng đàn tâm trạng lạ. Cô viết, em đang chờ anh để xem hoàng hôn chung. Dù chỉ là một dòng trạng thái thả thính phù vơ, thế nhưng bên dưới bình luận, Harry Won nhận nhiều chỉ trích của khán giả. Có lẽ là bởi đây không phải lần đầu bà xã Trấn Thành đăng tải trạng thái buồn bã. Nhiều khán giả để lại bình luận. Chồng suốt ngày thanh minh với báo chí truyền thông, vợ thì cứ được nước lớn tới mà chẳng suy nghĩ. Đã quyết định im lặng thì chị nên im lặng luôn chứ cứ như thế này. Trong khi chồng thì lúc nào cũng muốn giữ hình ảnh đẹp, bảo vệ cho vợ, còn vợ thì vậy, riết rồi mất cảm tình. Chồng thì đi giải thích với báo chí dư luận, vợ liên tục đăng hình một mình kèm status cô đơn thả thính. Vừa qua, Trấn Thành cũng gây chú ý khi bày tỏ sự gắt gỏng dành cho bà xã thông qua việc để lại bình luận. Theo đó, khi Harry Won tiếp tục đăng tải một dòng trạng thái mang nhiều tâm trạng trên trang cá nhân, cụ thể cô chia sẻ, mấy ngày nay cứ bần khuân, tuy là cuối tuần nhưng ít người đi lại. Ngay lập tức Trấn Thành đã để lại bình luận, vụ gì nữa? Thực tế có lẽ nam diễn viên chỉ đang mắng yêu bà xã chứ không hề bức xúc như lời nói. Nhiều khán giả cho rằng thời gian gần đây, việc mắc căn bệnh liệt cơ mặt là một phần lý do khiến Harry Won thường xuyên buồn bã và đăng tải trạng thái tâm trạng. Bên cạnh đó, Harry Won mới đây cũng thông báo việc trở lại đường đua âm nhạc với một sản phẩm âm nhạc mới mang tên như anh đã mong chờ. Trong khi Trấn Thành vừa qua cũng báo tin vui với bộ phim mới chuẩn bị ra mắt, thì Harry Won cũng đã trở lại với sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng thắc mắc bởi giọng ca Hương Đêm Bay Xa không hề có động thái nào ủng hộ ông xã. Không chỉ vắng mặt trong buổi họp báo ra mắt phim của chồng, Harry Won cũng không đăng tải bài viết nào chúc mừng ông xã. Thay vào đó, nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc đi đánh golf. Về phía Trấn Thành, nam diễn viên đến nay cũng chưa đăng tải bài viết nào giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới của vợ. Tuy nhiên, đây chỉ là những nghi vấn và thắc mắc của khán giả, bởi có lẽ việc vợ chồng Trấn Thành Harry Won chia sẻ chúc mừng nhau trong công việc là điều không cần phải công khai lên mạng xã hội. Vừa qua, Harry Won cũng cho biết cô sang Hàn Quốc là để thực hiện MV này. Harry Won về Hàn Quốc vào tháng 9 năm 2022 và đi ghi hình ở 11 địa điểm. Việc công bố lịch trình cũng như dự án này như động thái phủ nhận tin đồn trước đó liên quan đến Harry Won. Trước những thị phi từ trên trời rơi xuống, nữ ca sĩ tiết lộ cô không quá quan tâm hay để ý. Sau nhiều năm làm nghề, tôi đã không còn quá để tâm đến những tin đồn. Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào công việc của mình, Harry Won khẳng định. Vốn là cặp đôi không ngại thể hiện tình cảm công khai trên mạng xã hội, thế nên nhiều người hâm mộ hiện rất mong Harry Won sẽ sớm có động thái tương tác ngọt ngào với Trấn Thành như trước kia, đủ chứng minh cặp đôi vẫn hạnh phúc và khiến người hâm mộ cặp đôi phần nào an tâm.